Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Trước đây thì mình đã hướng dẫn với các bạn khá là nhiều cái dự án testnet cũng như là red cho chip ở trên dự án Layer Zero. Như các bạn đã biết thì trước đây những cái dự án như AppTalk hoặc là dự án gần đây nhất là Abyss 2.1 cũng là những cái dự án mà chúng ta săn red cho chip, và hai cái dự án đấy cũng đã trả token cho tất cả mọi người. Mỗi dự án cũng được khoảng hơn 1.000 đô la về cái khoản là chúng ta đáp ứng đủ điều kiện để nó trao airdrop cũng như là red trao chip. Nhưng mà cái dự án Layer Zero thì chúng ta cũng đã hướng dẫn, mình cũng đã hướng dẫn trên kênh khá là nhiều, và cũng trang cũng đã làm mà cũng chưa thấy có thông tin về airdrop hay là red trao chip gì cả. Nhưng mà cái hình ảnh này thì cũng được show ở trên nền tảng mạng xã hội thôi. Mình nghĩ là đây là những cái hình ảnh fake và Photoshop thôi mọi người nhé. Thì mình cũng cứ làm thôi, tức là mình cứ làm theo những cái ở trong này xem thế nào. Như trước đây thì chúng ta đã chuyển token ở trên một số nền tảng, trên một số sàn khác nhau khá là nhiều. Các bạn có thể lấy cái ký tự Layer Zero vào để chúng ta check ở trên kênh nhé. Mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều về các dự án tham gia để chúng ta hóng red trao sau này. Dự án chuyển NFT thì chúng ta chưa thấy chuyển, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dự án, một cái sàn chuyên chuyển NFT. Và như thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tương tác ở trên nền tảng sàn omisia.org. Đây là một cái nền tảng chuyển NFT. Yêu cầu các bạn sẽ phải có một số NFT ở trên đây. Chúng ta sẽ có NFT ở trên OpenSea nhé. Chúng ta vào OpenSea này. Connect đến ví MetaMask của mình này. Login vào trong. Mọi người search cho mình cái trang này, chúng ta sẽ chọn là nếu mà các bạn có cái phí ở đâu thì chúng ta sẽ làm ở đấy nhé. Ví dụ chúng ta là phí là Polygon hoặc là phí là BSC đi. Có NFT thì ở đâu thì chúng ta làm NFT làm ở đấy nhé. Ví dụ với con này đi. Word game rồi đi. Chúng ta chọn những cái con NFT mà nó có giá thấp và nó không không kiểu nó không không hot đấy thì chúng ta chuyển nhé. Đấy, chúng ta phải ấn ở bên này. Ở dưới chúng ta ấn vào phần detail. Ở đây thì chúng ta thấy là có một cái contract này. Đấy, đây contract ở đây nhé. Đấy, chúng ta sẽ vào sàn này, chúng ta connect đến ví của mình nhé. Nói chung là cái dự án này là mình hóng trước thôi mọi người nhé, chứ nó cũng không có yêu cầu hay là có thông báo là mình làm cái này cái kia sẽ được cái này cái kia không. Cái này là mình sẽ kiểu chúng ta săn thôi. Đấy, thì ở đây này thì chúng ta sẽ dàn cái contract này vào nhé. Đây. Ở đây token ID thì chúng ta sẽ dán cái này. Copy lại. Ở đây thì chúng ta sẽ chuyển sang mạng BNB Chain nhé. Có cái nó có những cái nó không tìm được này mọi người này. Thì chúng ta sẽ lại chọn chọn cái khác nhé. Mình nghĩ là cái này nó không lít không ấy hay sao. Chuyển cái khác này. Mấy cái này không biết nó được không. Thử xem nhé. Hình như là cái này nó màu màu xanh mới được này. Đấy.
Không được. Tắc hiện not fall. Chưa hiểu luôn. Chúng ta tìm người khác xem nào. Con gì đây? Chúng ta tìm cái nào nó có màu xanh nhé mọi người nhé. Cái phần ID nó màu xanh này, thử xem nhé. Là sao vậy? Chọn ở trên này à? Chúng ta chọn trên này là cái chuyển sang mạng Binance Smart Chain đấy thì nó mới thấy. Trời ơi, ở đây là chúng ta sẽ chịu thế này nhé mọi người nhé. Chúng ta đánh contract vào đây, dán token ID vào đây, và trên cái ví của mình chúng ta sẽ chuyển sang cái mạng BNB nhé. Nếu mà các bạn chọn ở trên này NFT là NFT của Matic thì chúng ta sẽ phải đổi ở trên này xanh sang Matic nhé, nó không tự đổi nhé. Đấy, chúng ta phải đổi sang Matic. Đấy, còn ở trên này mà là BNB thì chúng ta phải đổi sang BNB nhé. Còn ở đây là cái chỗ chain mà chúng ta gửi đến, ví dụ chúng ta gửi đến Polygon thì chúng ta ấn vào Polygon nhé. Chúng ta gửi token này ID này đến Polygon, và ở trên này chúng ta sẽ phải để BNB để chúng ta nó làm phí ấy. Đây chúng ta sẽ ấn vào send nhé. Few minutes là chúng ta sẽ chờ một ít. Ở đây chúng ta ấn vào xác nhận. Chúng ta có thể tăng tốc nó lên nhé. À, được rồi. Chưa phê duyệt. Đây chúng ta mất cũng khoảng 1,9 đô la rồi đấy nhé mọi người nhé. Mạng BNB đấy. Ê, rồi. Nó hiện nó xanh này là ok này. Thì các bạn cũng có thể chuyển, ví dụ các bạn chuyển những cái NFT từ mạng BNB sang một số mạng khác nhau nhé. Chúng ta có chuyển chuyển ví dụ như kiểu BNB lúc nãy là sang Polygon Matic rồi, thì bây giờ chúng ta chuyển sang Arbitrum One. Mọi người chuyển thử chuyển sang Abit Trung Văn xem nhé. Đây thì chúng ta lại quay lại này. Đây chúng ta chuyển con này nhé. Mấy cái con này có giá trị đâu mà. Chúng ta chủ yếu chuyển để lấy TH thôi, TX thôi. Và đây thì chúng ta thấy là 1021. Chúng ta sẽ bridge sang Arbitrum. Đấy, chúng ta có thể chuyển một số mạng khác nhau nhé, tùy vào các bạn thôi. Nếu mà các bạn cảm thấy thích yêu muốn làm cái dự án này thì chúng ta chuyển. Còn nếu mà các bạn nào mà cảm thấy nó ôi vớ vẩn, nó không chuyển được đâu, nó không thích đâu, không có cái gì đâu mà gấp đâu, thì thôi các bạn có thể bỏ qua nhé. Như cái này thì có thể là do cái phí của mình nó không đủ ấy. Đấy, phí của mình nó không đủ nó cũng sẽ là như thế đấy. Đấy thì chúng ta có thể chuyển nhé, đổi nhé. Ở bên này thì chúng ta có thể đổi, chỗ nào có thì chúng ta làm. Ví dụ ở đây các bạn muốn chuyển từ mạng Polygon thì các bạn ấn vào Polygon. Ở trên này mọi người đổi sang là Polygon nhé. Đổi Polygon. Mọi người còn mãi nét. Đây. Thì ở bên này cũng còn ít lắm. Còn nếu mà các bạn muốn chuyển từ Abit Trung Văn thì các bạn ấn vào Abit Trung Văn. Đấy.
Ở bên này thì mọi người cũng thích gọi là vịt trúng mặn. Đấy, chúng ta sẽ có một số ấy ở đây. Đấy, làm theo y chang như ad là được nhé. Nói chung là các bạn cũng có khoảng khoảng 5 đô rồi đấy nhé, để chúng ta làm nhé. Là thấp hơn là nó không có chạy cho đây này. Ok thì mình sẽ để link ở bên dưới video phần mô tả là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu có cái thông tin gì thì mình sẽ update lên kênh sau. Các bạn nhớ theo dõi kênh Telegram của mình ở bên dưới video nhé.